chúng ta kỷ niệm 17 năm ngày thành lập lực lượng Sĩ quan Thủ Đức, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hoạt động tại thành phố San Jose, Bắc California. Trong vòng chốc lát chúng tôi sẽ mời quý vị cùng chúng tôi chuẩn bị cho nghi thức khai mạc lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức hôm nay. Kính thưa quý vị, có thể nói đây là một ngày hội lớn của Cung trường Đào tạo Sĩ quan Dự bị Thủ Đức, và chúng tôi nhận thấy rất nhiều điêu trưởng từ khóa 1 đến những khóa đầu tiên của trường Đào tạo Sĩ quan Dự bị Thủ Đức có mặt trong ngày hôm nay. Đó là một niềm hân hạnh cho chúng tôi, những khóa đàn em, những khóa cuối cùng của năm 1975 cùng hiện diện tại nơi đây. Cảm ơn các quý điêu trưởng đã có mặt cùng chúng tôi trong ngày lễ trọng đại này. Lực lượng Sĩ quan Thủ Đức, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Cháu Hoàng Minh, hậu duệ lực lượng Sĩ quan Thủ Đức, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và chúng tôi là Hòa thượng Tổng Thư ký lực lượng Sĩ quan Thủ Đức, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Một lần nữa chúng tôi mời quý chị trong gia đình Cư An Đương Huy bước lên sân khấu. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa quý liên trưởng, kính thưa quý vị đại diện các hội đoàn quân đội Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kính thưa quý đồng môn cùng quý đồng hương có mặt trong khán phòng hôm nay. Hôm nay là ngày chúng tôi tổ chức 65 năm thành lập Liên trường Đào tạo Sĩ quan Dự bị Thủ Đức và 17 năm ngày thành lập lực lượng Sĩ quan Thủ Đức, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tại Bắc California. Một lần nữa chúng tôi trân trọng kính mời quý vị đứng lên nghiêm chỉnh chuẩn bị rước quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Ladies and gentlemen, please stand up for the opening ceremony. Tất cả anh em quân nhân chú ý. Chào thầy. Chào. Toán quốc kỳ vào vị trí hành lễ. Đúng bài phán. Đem xuống. Xuống. Đem tay xuống. Xuống. Sau đây là nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa. Chào quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. National Anthem of the Republic of Vietnam. Công sẽ ơi, quốc gia Việt Nam sẽ có. Đồng lòng cùng đi, đi xin những gì vẫn có. Đi tương lai quốc dân cùng sông và với em. Làm sao cho người dân từ nay luôn vững bền. Cho tay tôi trên đường giao. Cùng nhớ cái mong đào đẹp bao. Nói sâu đúng biết nơi sâu. Em luôn vững bền đặc biệt. Cũng giang nguyên chiến đấu bạn có khó. Được tham diệt người nước Nam cho đến muôn đời. Không ra đâu. đã vị quốc vong long trong cuộc chiến quốc cộng vừa qua, cũng như 8 vị chỉ huy trưởng: đại tá Phạm Văn Đẩm, thiếu tướng Lê Văn Nghiêm, thiếu tướng Hồ Văn Tố, đại tá Lam Sơn Phan Đình Thứ, thiếu tướng Trần Ngọc Lắm, trưởng tướng Long Quan Thư, trung tướng Nguyễn Văn Minh và đại tá Trần Đức Minh đã vĩnh viễn ra đi vào lòng đất mẹ. Moment of silence to memory our ancestors and to remember the people who fought and sacrificed for freedom, and especially today to remember 15,000 of the Thủ Đức officers of the Republic of Vietnam. Phút mặc niệm bắt đầu. Súng chảo bắt. Giờ tay chặt. Hoa Kỳ, Việt Nam Cộng Hòa và phúc mặc niệm chấm dứt. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị qua cách an toàn. Kính thưa quý vị, sau đây là nghi thức đặc biệt kỳ hữu và lễ truy điệu 15.000 cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức đã vì quốc vong danh. Chúng tôi trân trọng kính mời chiến hữu Nguyễn Minh Đường tiến về vị trí hành lễ. Chúng tôi trân trọng kính mời quý vị quan khách đứng lên nghiêm chỉnh, cùng chúng tôi tiến hành nghi thức lễ truy điệu 15.000 cựu sinh viên sĩ quan từ bị Thủ Đức và bị quốc vong thân và đặc biệt kỳ hữu. Ladies and gentlemen, please stand up to remember the 15,000 of the Thủ Đức officers of the Republic of Vietnam who died to protect the country. Súng cao. Sau đây là lễ truy điệu 15.000 cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức đã vì quốc vong thân. Grandpa to the restaurant, please set off all the lights. Vũng nước nổi trôi trời sầu đất thảm, anh hùng ác vọng thế sự loạn ly, bá tánh phong kiệt. cơ độ nhân ngưỡng xa trường rực lửa chiến sĩ trọng vong. Hỡi ôi hồn tử sĩ gió ù thổi, ngọn đuốc thiêng dẫn lối anh linh. Đài tưởng niệm kính cổng nghiêng mình trước 15.000 cựu sinh viên sĩ quan Thủ Đức đã bị quốc vong thăm nghìn thủ an nghỉ. Chúng chào Bắc, chào Tây, chào Thủ Đức xin cảm ơn quý vị. Và trong buổi tiệc hôm nay, nếu có gì sơ xuất xin quý vị bỏ qua cho. Trân trọng kính chào. Chúng tôi xin gửi đến quý vị sơ lược của tiểu sử trường bộ binh Thủ Đức. Kính thưa quý vị, trường bộ binh Thủ Đức là một bức tranh tuyệt đẹp với chất đồi thoai thoải tọa lạc trên ngọn đồi Tăng Nhân Phú. Những dãy nhà san sát mái ngói, nắng ban mai tô vàng quên những cây, quên những hàng cây tùng xanh mát. Hôm nay ngày 9 tháng 10 năm 2016 kỷ niệm lần thứ 65 ngày thành lập Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép được sơ lược về lịch sử trường sĩ quan dự bị quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 8 tháng 3 năm 1949, Quốc trưởng Bảo Đại và Tổng thống Pháp ký hiệp ước Élysée. Theo đó, Pháp giúp Việt Nam thành lập quân đội quốc gia. Và ngày 23 tháng 12 năm 1950, Việt Nam, Pháp và Hoa Kỳ ký hiệp ước Hỗ Tương phòng thủ và viện trợ trong vòng 4 năm kể từ năm 1950 để trang bị cho quân đội. Cùng ngày, nghị định thành lập hai trường sĩ quan dự bị Thủ Đức và Nam Định được ban hành. Hai quân trường Thủ Đức và Nam Định. Trường sĩ quan dự bị Nam Định chỉ đào tạo một khóa rồi sát nhập vào trường sĩ quan dự bị Thủ Đức. Trường sĩ quan dự bị Thủ Đức hoạt động đến tháng 4 năm 1975, lúc đó mang tên là trường bộ binh và đặt tại Long Thành. Kính thưa quý vị, tiến trình phát triển của trường sĩ quan dự bị được chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 1951 đến năm 1955. Vào ngày khai giảng trường sĩ quan dự bị Thủ Đức, việc xây cất chưa hoàn tất. Các sinh viên sĩ quan khóa 1 phải tạm trú trong các khu nhà đá. Trường sĩ quan dự bị Nam Định chỉ đào tạo một khóa rồi dời vào trường bộ binh Thủ Đức tọa lạc trên đồi Tăng Nhân Phú. Hơn 4.000 sĩ quan đào tạo trong giai đoạn này từ khóa 1 đến khóa 5 mang cấp bậc thiếu úy và từ khóa 6 trở về sau mang cấp bậc thượng úy. Giai đoạn 2 từ năm 1955 đến năm 1963. Trong thời gian này, trường sĩ quan dự bị Thủ Đức ngoài việc đào tạo sĩ quan bộ binh, trường còn đào tạo sĩ quan thiết vận, sĩ quan hành chính tài chính, sĩ quan quân cụ, sĩ quan quân nhu, sĩ quan truyền tin, sĩ quan công binh, v.v. Thời gian huấn luyện là 38 tuần lễ. Vào năm 1957, trường sĩ quan dự bị Thủ Đức được đổi tên thành Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức. Đến tháng 10 năm 1961, một số trường chuyên môn được dời đi nơi khác. Trường Võ Khoa Thủ Đức chỉ còn lại 3 trường: trường bộ binh, trường thiết giáp và trường vũ thuật thể dục quân sự. Giai đoạn 3 từ năm 1963 đến năm 1975. Giữa năm 1963, Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức một lần nữa lại được đổi tên thành trường bộ binh, mỗi năm có 3 khóa huấn luyện. Sau biến cố Tết Mậu Thân và sắc lệnh Tổng động viên ban hành ngày 19 tháng 6 năm 1968, hàng năm trường đào tạo từ 6 đến 8 khóa do nhu cầu chiến trường. Thời gian huấn luyện là 24 tuần lễ và chia ra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, khóa sinh gọi là công khóa sinh dự bị sĩ quan, thụ huấn tại trung tâm huấn luyện Quang Trung, thời gian là 9 tuần lễ. Giai đoạn 2, sau khi hoàn tất giai đoạn 1, các tân khóa sinh dự bị sĩ quan hội đủ tiêu chuẩn được chuyển sang Thủ Đức hoặc Tầng Đế để tiếp tục giai đoạn 2, thời gian là 15 tuần lễ. Về sau các tân khóa sinh được huấn luyện giai đoạn 1 ngay tại trường bộ binh Thủ Đức. Các sĩ quan tốt nghiệp được mang cấp bậc chuẩn úy dự bị. Cuối năm 1973, trường bộ binh được chuyển sang căn cứ huấn luyện Long Thành, công tác di chuyển hoàn tất vào đầu năm 1974. Sau đây là ý nghĩa phù hiệu của trường sĩ quan dự bị Thủ Đức: nền xanh da trời, biểu hiệu cho sự thánh khiết từ tư tưởng đến hành động và ý chí cao cả của người thanh niên đối với quê hương. ngọn lửa hồng, biểu hiện các lòng dũng cảm, trí cương quyết và đức hy sinh của người sinh viên sĩ quan. Thanh kiếm biểu hiện cho các chỉ huy. Bốn chữ cư an tư nguy trích từ hệ của Khổng Tử, có nghĩa là sống yên vui phải nghĩ đến lúc khó khăn, muốn hòa bình phải chuẩn bị chiến tranh. Kính thưa quý vị, sau đây là những vị chỉ huy trưởng Việt Nam trường sĩ quan từ vị Thủ Đức. Thứ nhất là Đại tá Phạm Văn Đẩm, thứ nhì Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm, thứ ba Đại tá Nguyễn Văn Trung, thứ tư Thiếu tướng Hồ Văn Tố, thứ năm Đại tá Lam Sơn Phan Đình Thứ, thứ sáu Thiếu tướng Trần Ngọc Lắm, thứ bảy Chuẩn tướng Bùi Hữu Nhân, thứ tám Chuẩn tướng Cao Hậu, thứ chín Chuẩn tướng Càng Vân Trung, thứ 10 Thiếu tướng Bùi Hữu Nhân, thứ 11 Chuẩn tướng Long Quan Thư, thứ 12 Trung tướng Phạm Quốc Thường, thứ 15 là Đại tá Trần Đức Minh. Sau đây là thành quả của các trường sĩ quan tự nguyện. Người đã đào tạo gần hầu hết là giáo chức. Các vị tướng xuất thân từ các trường sĩ quan tự nguyện. Có một Nam Định có 9 vị tướng, trong đó tướng có 3 vị. Chuẩn tướng Vũ Đức Ngưỡng, Chuẩn tướng Phan Phụng Tiên và Chuẩn tướng Nguyễn Văn Điều. Khoa một Thủ Đức có 5 vị, Trung tướng có 2 vị, Trung tướng Trần Văn Minh và Trung tướng Trần Văn Huyền. Thiếu tướng có 1 vị, Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình. Chuẩn tướng có 2 vị, Chuẩn tướng Phạm Hữu Nhân và Chuẩn tướng Quỳnh Bá Tính. Khóa 2 Thủ Đức có 1 vị Chuẩn tướng Bùi Quý Cảo. Khóa 3 Thủ Đức có 1 vị Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam, tư lệnh quân đoàn 4, quân khu 4, tuẫn tiết vào ngày 30 tháng 4 năm 1975. Khóa 4 Thủ Đức có 5 vị Trung tướng Ngô Quan Trưởng. Thiếu tướng có 2 vị, Thiếu tướng Bùi Thế Long và Thiếu tướng Lê Văn Lượng. Chuẩn tướng có 2 vị, Chuẩn tướng Hồ Trung Hậu, Chuẩn tướng Trần Quốc Địch. Trường sĩ quan trường trị Thủ Đức đã đào tạo gần 100.000 sĩ quan trường trị cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có 23 vị được phong cấp tướng. Nhưng không khỏi ngậm ngùi đau buồn khi phải tiễn đưa hơn 15.000 sĩ quan trường trị vĩnh viễn ra đi vào đất mẹ trong cuộc chiến quốc phòng vừa qua. Tháng 4 năm 1975, miền Nam Việt Nam bị bức tử do quyết định bỏ rơi của đồng minh Hoa Kỳ trước làn sóng phản chiến dâng cao của quần chúng và quốc hội chủ bản. Một lần nữa, lực lượng đông đảo và hào hùng này đã bị chế độ Cộng sản Việt Nam trả thù dã man trong các đại tù khổ sai từ Nam ra Bắc. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa không còn, nhưng tinh thần chiến đấu của người sĩ quan tình nguyện vẫn hừng hực lửa. Dù cho giờ phút này họ phải sống lương tâm, câu châm ngôn của quốc danh diện trách nhiệm cùng 4 chữ cư an tư nguy đã tâm niệm ngày nào giờ này trước nỗi khổ đau của hơn 90 triệu đồng bào trong nước, mong muốn một xã hội Việt Nam tự do, hạnh phúc và toàn vẹn lãnh thổ. Người sinh viên sĩ quan tình nguyện Thủ Đức tự thấy mình còn phải tiếp tục chiến đấu cho lý tưởng, tương lai tươi sáng của dân tộc. Trân trọng kính chào tất cả quý vị.